khách limousine đối đầu ô tô 7 chỗ, 9 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6 trên quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Madagui, đạo Khô Oai, tỉnh Lâm Đồng, khiến cho 9 người bị thương. Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Trọng Đương, 45 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, lái ô tô hiệu limousine chở theo 11 hành khách chạy từ Sài Gòn đi thành phố Bảo Lộc. Khi đến địa điểm trên, xe khách limousine va chạm với ô tô 7 chỗ do Nguyễn Minh Hiếu, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cầm lái, chở theo 8 người chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến cho 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Tất cả các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để cấp cứu. Tại hiện trường, hai ô tô văng xa hơn 50 mét sau cú va chạm. Xe khách limousine bị vỡ cửa hông, nhiều hành khách bị văng ra đường. Ô tô 7 chỗ lao vào vỉa hè, hư hỏng nặng phần đầu. Sau khi xảy ra sự việc, Cảnh sát Giao thông huyện Đạo Hô Oai đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.